Xin chào các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay mình sẽ là và hôm nay cái video này nó hơi buồn nha các bạn, tại vì mình bị bơm hàng các bạn ơi. Đó, cho nên là hôm nay mình cay cú lắm rồi, tại vì bơm hàng nó là không phải lần này, là lần đầu tiên mà mình bị bơm. Đó, mình trong quá trình bán hàng hình như mình cũng bị bơm như cũng khoảng 20-30 đơn gì đó. Đó là từ đó giờ mình bán hàng luôn nghe là mình bị bơm khoảng 20-30 đơn rồi đó. Nhưng mà hôm nay á là mình bị bơm khá là nhiều. Cho nên là mình rất là cay cú luôn và hôm nay mình sẽ quyết định làm một cái video khui những cái đơn hàng bơm này ra cho các bạn xem. Đây. Đó. Quá trời bơm luôn các bạn ơi. Đó, mình rất là cay cú luôn cho nên là hôm nay mình sẽ quyết định làm một cái video này. Nói chuyện rõ trong cái video này cho các bạn xem. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ chỉnh cái cam xuống cho các bạn xem những cái đơn hàng bơm này nó sẽ như thế nào nha. Đây. Quá trời nhiều luôn các bạn ơi. Đó. Được chưa? Đấy, đơn hàng lớn nhỏ thì đều có đủ nha các bạn. Đây thì ở đây là trong cái tháng vừa rồi các bạn, là tháng 6 là cái tháng mà mình bị bơm hàng nhiều nhất, hay còn gọi là người ta đặt hàng mà người ta không lấy các bạn. Đấy, mình chả hiểu sao mà người ta đặt hàng người ta chả lấy. Đấy, điện thoại thì không nghe luôn các bạn. Đó thì trong đây là có 1, 2, 3, 4 đơn nha, 4 đơn đó, và mình đã nhận trước hình như còn một đơn là tổng cộng là 5 đơn. Đấy, trong tháng 6 mà mình đã bị bơm hết 5 đơn. Đấy, các bạn hiểu rồi đó. Đó, mình bán một đơn hàng như thế thì cũng đâu có trả lời gì bao nhiêu đâu các bạn, mà bị bơm hàng như thế thì chắc chắn là mình phải lỗ rồi. Đấy, lỗ rồi, tốn công rồi, tốn tiền keo đồ các thứ các kiểu. Đấy, cho nên là mình rất là cay cú luôn, quá trời cay các bạn ơi. Cho nên là hôm nay quyết định làm video này để mà cho các bạn xem nha. Ok, và đây là những cái đơn hàng bơm thì nói chung là từ trước tới giờ mình bán hàng cũng được như là 4-5 năm rồi các bạn. Thì cái số lượng hàng mình bị bơm là nó khoảng đâu đó là 20-30 đơn các bạn. Đó, nhưng mà cũng ít thôi. Nhưng mà trong cái tháng 6 vừa rồi mình không biết sao mà mình bị bơm khá là nhiều. Đó, rất là nhiều luôn, 5-6 đơn luôn. Đấy, hình như sắp tới là có một đơn người ta sẽ gửi về cho mình nữa. Đó, và những cái đơn này mà từ ngày mình gửi mà đến cái ngày mà mình nhận được nó đâu khoảng là một tháng, nửa tháng các bạn, khoảng nửa tháng á. Đây, ví dụ cái đơn này. Đây, cái đơn này thì mình gửi ngày 18 tháng 6 các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, cái đơn này mình gửi ngày 18 tháng 6 nha. Đấy. Thì nói chung bán hàng online mà các bạn, chắc chắn là trước sau gì cũng phải đều phải bị bơm hàng hết. Đó, không ít thì cũng nhiều thôi, thì chắc chắn bạn nào cũng sẽ bị thôi à. Đấy. Thì nói chung là những cái đơn hàng mà gửi về mà người ta đặt hàng mà không lấy như vậy thì mình rất là tức luôn. Đấy, mà chẳng biết làm gì luôn các bạn. Đó, rồi bây giờ mình sẽ khui ra coi nó như thế nào nha. Đây. Cái đơn hàng này thì đây mình sẽ cho các bạn xem tên với lại địa chỉ số điện thoại luôn nha. Đây. Đấy, ông này là ông tên Dũng nha các bạn. Đấy, tên Dũng rồi ông này thì ông ở Đồng Nai nha. Rồi thì ông này thì ông mua có chiếc queo các bạn. Mua có chiếc queo nhựa thôi. Mà đặt hàng thì mình cũng gửi đàng hoàng đúng ngày, mình hẹn gửi đúng ngày luôn. Có hàng thì mua liền, người ta sẽ liên hệ ông á. Ông chẳng có gọi là bắt máy gì hết. Đó, inbox Facebook nhắc ông lấy hàng thì ông cứ hẹn. Ông hẹn ngày này qua ngày kia, rồi ông hẹn tháng này qua tháng nọ, rồi cuối cùng mình hoàn về luôn. Đó. Ok, bưu điện người ta alo banh máy luôn à. Đấy. Chả hiểu như thế nào luôn các bạn. Đấy. Rất là chán mấy cái người khách như thế luôn các bạn. Mình bán hàng thì nói chung là những người khách mà khó tính là mình không có sợ, mình thề luôn. Đó là mình không có sợ những người khách khó tính. Người khách mà khó tính thì mình có thể là nói chuyện hoặc là làm sao đó mà cho người ta là dễ chịu. Còn những cái người mà bơm hàng, đặt hàng order cho đã vô các bạn, thấy không? Rồi khi có hàng thì chả lấy, núp lùm luôn, thấy không? Núp luôn, chả muốn nói chuyện gì luôn. Thì mình, mấy người này mình rất là sợ. Đây, đặt chỉ có một chiếc queo thôi các bạn. Chiếc queo thôi. Chiếc queo này thì mình bán là 55 ngàn. Chiếc queo gắn lồng nhưng mà loại tốt các bạn. Đó, queo này rất là tốt. Nó có cái chốt rất là tốt rồi các bạn. Rất là cay cú luôn các bạn. Thề luôn. Người bán hàng online là rất sợ những cái người khách mà người ta bơm hàng các bạn. Đó. Đây, chiếc queo lời trả bao nhiêu đâu. Mà tiền ship, đây mình cho các bạn coi tiền ship luôn. Tiền ship thì nó sẽ được ghi ở trong cái miếng giấy vàng này các bạn. Đây mình coi cái đơn này bao nhiêu tiền ship nha. Các bạn nào mà từng bán hàng online thì các bạn sẽ biết. Đó. Khi mà bị bơm hàng một cái thì rất là tức luôn, nhưng mà chả làm gì được người ta hết các bạn à. Đơn này là tổng cộng tiền gửi hàng là 24 ngàn các bạn. Đó, 24 ngàn. Đấy, 24 ngàn mà chiếc queo mình bán trả lời bao nhiêu đâu mà bây giờ phải mất 24 ngàn. Đấy,
như là không có lời mà còn bị lỗ nữa. Rồi, một đơn. Xong, này là chỉ là cái tờ hóa đơn nữa các bạn. Ok, hợp không? Rồi, thì những cái đơn hàng như thế mà người ta bơm thì chắc chắn là mình sẽ thứ nhất là chặn cái số điện thoại lại. Thứ hai là mình sẽ chặn Facebook. Đó, mình sẽ chặn hai cái đó đầu tiên. Và mình sẽ nhập trên hệ thống bưu điện là những cái đơn hàng, cái địa chỉ như thế là sẽ vào danh sách đen hết nha các bạn. Đó, thì khi nếu như mà mấy người này đặt lại thì mình sẽ biết. Thì mình không biết là có một shop nào người ta gọi là chơi xấu mình hay không, hay là như thế nào thì mình không biết. Nhưng mà mình trong cái tháng 6 gì rồi mình bị bơm hàng khá là nhiều các bạn. 5-6 đơn này là không phải hết đâu. Và 5-6 đơn thì tổng cộng cái tiền mà mình gửi hàng là nó sẽ rơi vào khoảng là 200 mấy, 300 ngàn nha các bạn. Đấy, 200 mấy, 300 ngàn, mà trong đó là mình bán hàng có đâu có lời gì nhiêu đâu, thấy không? Mình bán hàng, mình miễn phí gửi hàng cho các bạn nè. Rồi mình còn hỗ trợ phí ship cho các bạn nữa. Mà bị lỗ 200 mấy, 300 ngàn rồi rất khá là nhiều đó. Ok, đây là một cái đơn hàng bình nước nha. Rồi cái người mua hàng là tên Hoàng nha các bạn. Đây mình cho coi số điện thoại luôn. Đó, bạn nào rảnh thì gọi ông này nha. Đấy, gọi tâm sự ông chơi. Chứ mình thì mình gọi là ông không bắt máy rồi đó. Ông này thì ở thành phố Hồ Chí Minh luôn nha. Đấy, đặt một cái bình nước thôi các bạn. Đấy, đặt một cái bình nước, ý ra là mình không có gửi đâu. Tại vì chả có lời, không có lời như các bạn. Nếu như mà đặt một cái bình nước không thì mình sẽ gửi không có lời. Nhưng mà mình thấy thôi, ổng gọi là nhắn nói chuyện đồ cũng đàng hoàng bình thường, cho nên là mình thôi mình gửi ổng luôn. Đó, nhưng mà gửi xong thì điện thoại cũng chả alo, cũng chả nhận hàng luôn. Đó, gửi một gói một cái hàng nhìn cũng tốn tiền keo, tiền hộp rồi chứ các bạn, đúng không? Cái này hình như tiền ship cũng 20 ngàn luôn các bạn. Tiền ship đơn này là 24 ngàn các bạn. Đây. Rồi hôm trước cũng có một bà nào đó, bà đặt cũng một cái bình nước như thế nữa, nhưng mà cũng chả lấy. Đó, nhưng mà cái địa chỉ nó sẽ khác, không biết là có cùng người hay không, nhưng mà địa chỉ khác. Rồi và tiếp theo là hai cái đơn này. Đơn này là cái thùng này thì mình cũng đã khui ra mình coi hàng trước rồi, nhưng mà mình chưa lấy gì trong đây ra hết nha. Đấy, hai cái thùng lớn này là mình sẽ bị tốn cái tiền gửi hàng nhiều hơn nha các bạn. Tại vì nó nặng ký hơn á, cho nên là mình sẽ tốn tiền hàng nhiều hơn, tiền gửi hàng nhiều hơn. Đây, đơn này đặt rất là nhiều luôn các bạn. Đây, tới 260 ngàn nha các bạn. Đây, combo, lòng, đủ các thứ kiểu luôn. Mà gửi hàng thì chả lấy, mình cũng không hiểu mấy người này nghĩ gì luôn. Đó, đặt khi mà các bạn nào mà đặt hàng á, đặc biệt là đặt hàng online á, của bất kỳ cái shop nào nha, thì các bạn lưu ý là các bạn phải suy nghĩ trước khi đặt hàng nha. Đấy, nhắm là mình có đủ tiền mình lấy hay là không. Đó, với lại là bạn phải trừ hao thời gian, tại vì gửi bên các đơn vị vận chuyển với lại gửi bên bưu điện nữa thì khoảng là 3 đến 4 ngày nó mới có hàng. Nên là các bạn phải chuẩn bị dư thời gian để mà nhận hàng. Đấy, còn không thì các bạn có thể nhờ người thân và ai đó nhận hàng giùm cũng ok. Nhưng mà cái này thì cái đơn này cũng điện alo tới có hàng alo rồi cũng không bắt máy luôn các bạn ơi. Đây, đặt lòng rồi nè. Trong khi đó là hôm mà cái đơn này đặt hàng á, thì mình cũng đã hết lòng rồi. Và khách người ta cũng hỏi thêm cái lòng này nữa các bạn. Thì cái lòng ngũ sắc này các bạn rất là thích. Đó. Nhưng mà bây giờ gửi hàng không lấy, trong khi đó mình hẹn, mình bảo cái người khách kia là không có lòng nữa. Đấy, thì gây rất là mất thời gian của mình luôn. Loại này gây rất là phiền phức luôn các bạn. Thì ra là những cái video mấy hôm trước thì cũng có bơm hàng nhưng mà cũng một vài đơn thôi. Đó, cũng rất là ít cho nên là mình không có làm video. Và mình cũng không thích là mình cũng không thích làm những cái video như thế này trên kênh của mình nữa. Nhưng mà hôm nay tháng 6 gì rồi bơm rất là nhiều. Bơm tới 5-6 đơn rồi, cho nên là cây cú quá. Cho nên là mình quyết định làm một cái video cho các bạn xem luôn. Yến Mạch rồi nè, Yến Mạch thì mấy hôm nay cũng hết hàng luôn nè. Nhưng mà người này lấy cũng không lấy, cũng đặt hàng đã cũng không lấy. Ok, thì này là mấy món đồ ta lấy nè, cắt tấm nè, lòng nè. Đó, mua lòng thì mình tặng thêm bịch Yến Mạch này nè. Đó, rồi hàng thì nói chung là mình gói rất là kỹ. Đó, như các bạn đã thấy, cái này là gửi mà từ ngày gửi mà đến ngày mà mình nhận được cái đơn hàng này lại là khoảng đâu đó là hơn nửa tháng nha các bạn. Đó, thời gian khá là dài luôn. Và hàng thì nó vẫn bình thường. Đây, thức ăn nè. Thức ăn thì mình thường gói là mình sẽ để vô một cái bọc ni lông ngoài như thế. Mình sợ là khi mà vận chuyển đồ nó có cấn đồ thì sợ nó bể bịch thức ăn á. Cho nên là mình gói thêm một bọc ni lông ngoài. Nếu như mà nó có bể thì các bạn có thể sử dụng lại được. Ok. Rồi. Quên đi. Khử mùi nè các bạn. Khử mùi thì chả bị sao hết. Mình cưa cây. Đấy. Rồi hết rồi nha. Ok.
Rồi, và đây là cái đơn hàng. À, mình quên cho các bạn xem cái đơn hồi nãy là tên gì nữa. Ồ, cái đơn này người ta lấy cái miếng giấy rồi các bạn ơi. Mình không có coi được cái tên nữa. Thôi kệ đi. Và đây, đây là một cái đơn hàng cuối cùng nha. Cái đơn này thì khá là nặng các bạn. Đơn này thì tới 1840g các bạn. Là 1,8 kg lần đó. Đấy. Tiền ship đồ, tiền ship đơn này, tiền ship cái đơn này hình như là tính 50 mấy ngàn các bạn, 40 mấy 50 mấy ngàn gì đó, khá là nặng. Thì cái trọng lượng đơn hàng càng nặng thì nó tiền ship nó đang càng cao nha, bạn lưu ý từ đó. Rồi đây mình sẽ khui cái miếng giấy gửi này ra cho các bạn xem tên với lại cái tiền ship nó bao nhiêu nha. Gửi hàng thì rất là cực, các bạn mà các bạn đâu biết đâu, gói hàng một đơn thì rất là cực luôn. Đấy, tiền keo rồi nè, đấy, và mất thời gian nữa. Mình gửi thì mình gói hàng rất là kỹ, cho nên là gói một đơn hàng khá là mất thời gian các bạn. Nhưng mà gửi xong rồi, gói hàng đầy đủ, gửi ra bưu điện rồi, khi có hàng thì người này không biết nghĩ như thế nào các bạn. Không lấy luôn. Không lấy thì chắc chắn là mình sẽ bị mất tiền gửi hàng các bạn. Thì ra bưu điện gửi hàng là mình phải đưa cái tiền gửi hàng trước cho người ta, rồi người ta mới gửi hàng cho mình được. Đây, cái đơn này là tên này như tên Nhi các bạn. Tên Nhi nhưng mà nó bị bay màu bớt, bị bay màu mất rồi. Nhi này ở Tiền Giang các bạn. Bà này ở Tiền, ông bà này ở Tiền Giang. Nhưng mà cái số điện thoại mất các bạn ơi. Đấy. Rồi. Cái tiền ship đơn này thì tới 40 mấy ngàn nè các bạn. Đây. Nhưng mà nó cũng bị bay cái mực mất một ít rồi. Đó. Đây tiền ship thì 45 ngàn các bạn. Đây mình hỗ trợ còn là 45 ngàn. 45 cộng với 58 ngàn tiền hàng. Đó, xong. Rồi tổng cộng đơn này là 103 ngàn. Rồi mình coi ra coi có gì nha. Rồi và nếu như mà các bạn nào mà đã từng bơm hàng bên shop mình rồi đó, mà có coi được cái video này thì mình khuyên các bạn ha. Đó, thì các bạn đừng làm vậy với cái được, các bạn đừng làm vậy nữa nha. Làm vậy thất đức lắm các bạn ơi. Đó, các bạn làm như vậy thì cũng chẳng khác gì các bạn đi ăn cắp tiền của người ta đâu, đúng không? Đó, các bạn mua hàng thì trước khi các bạn mua, các bạn phải suy nghĩ, đúng không? Đó, các bạn suy nghĩ một lần, đó, không rõ, không ra, các bạn suy nghĩ 2-3 lần, đó. Hoặc là các bạn suy nghĩ cả tuần cũng được. Đấy, rồi các bạn inbox mình để mua hàng cũng ok. Đấy, mình đâu có gọi là hối hay là làm gấp gì các bạn đâu, đúng không? Đây là một cái đơn hàng đặt cũng ít thôi. Đây. Đấy. Rồi. Hàng này có một chiếc queo nha các bạn. Queo nhựa nè. Gói thì ok, nó không bị gãy nha. Không bị gãy chút nào nha. Thức ăn nè, thức ăn thì mình cũng vẫn để trong một cái bịch ni lông như thế. Đấy, các tấm thì cũng vậy nè. Đấy, đây là cái tiêu chuẩn gói hàng bên mình nha. Là những cái các tấm hoặc là thức ăn đồ thì mình thấy cái bọc nó dễ bể á, cho nên là mình sẽ để thêm một cái bịch ni lông ở ngoài để nó cho đảm bảo an toàn cho các bạn khi mà các bạn nhận hàng nó không có bị gì hết. Rồi ok, xong đơn này hết nha. Rồi và còn một đơn nữa thì cái khoảng hết tuần này hay gì đó bưu điện người ta gửi về cho mình. Rồi thì nói chung á là cây tú lắm các bạn, quá trời cây rồi. Đấy, gửi hàng thì trả lời bao nhiêu rất là cực luôn. Các bạn nghĩ những người bán hàng online như mình thì người ta sướng hả? Đâu có đâu các bạn, bán hàng online rất là cực. Đấy, bán hàng online thì nhất là mình phải gọi là, tại vì mình là làm thì mình làm có một mình thôi, mình bán hàng cho các bạn thì có một mình thôi. Đấy, thì thứ nhất là mình phải rep nhắn các bạn nè, thứ hai là mình phải gọi là kiểm tra đơn, thứ ba là gói hàng, thứ tư là gửi hàng cái bưu điện. Đó, rất là nhiều việc để làm cho một cái đơn hàng như thế thôi. Đấy, các bạn đặt hàng, các bạn chỉ cần đặt hàng thôi. Đấy, và ở nhà khi nào có thì bưu điện người ta alo bạn nhận hàng thôi. Đó, chứ đâu có gì đâu mà các bạn mà có nhiều người người ta đặt hàng đã rồi người ta cũng không lấy. Đấy, chẳng hạn như những đơn này đó. Và những cái đơn hàng bị bơm như thế là chỉ là một phần nhỏ các bạn, một số lượng nhỏ thôi. Còn ngoài ra thì cũng có rất là nhiều bạn, anh, các chị đồ ủng hộ mình rất là nhiều và vẫn nhận hàng bình thường. Mình thấy có nhiều bạn nhỏ người ta rất là có ý thức nha các bạn, thấy không? Người ta đặt hàng, người ta gọi là có trách nhiệm nhận hàng. Đó. Còn mình cũng thấy cũng có một vài người lớn á, hình như ở trong đây hình như cũng có một hay là hai đơn gì đó của một cái chị mà gọi là lớn tuổi hơn mình, hình như khoảng 20 mấy 30 tuổi đó, mà vẫn đặt hàng xong rồi cũng chả có ý thức nhận hàng các bạn. Đó. Dẫn đến là mình bị lỗ tiền cước, tiền gửi hàng, rồi tiền gói hàng rồi nè. Gói hàng phải tốn băng keo chứ, đúng không các bạn? Đấy, rồi thùng, tiền thùng nữa các bạn. Đó.
thùng thì đâu phải là mình ra mình lấy là người ta cho đâu, đúng không? Mình phải đi mua ấy, một ký là 4-5 ngàn đó các bạn, tiền thùng không á, rồi tiền băng keo, rồi tiền bọc ni lông nữa chi, đúng không? Đấy, rồi mình lỗ nếu như mà tính sơ sơ mà cái tiền cước của mấy cái đơn này mà hoàn về thì mình phải lỗ khoảng 300 mấy các bạn. Đấy rồi thì đối với những cái trường hợp mà bơm hàng như thế thì hồi nãy mình có nói rồi, thì mình sẽ chặn số điện thoại và Facebook đó. Và sắp tới á, là mình sẽ gọi là mình sẽ không thể nào mà để những cái trường hợp này nó sẽ xảy ra như thế được nữa đó. Nếu như mà xảy ra nữa thì chắc chắn là mình sẽ bị lỗ đấy, thì mình bán hàng mình trả lời bao nhiêu mà bị bơm hàng như thế nữa thì mình sẽ bị lỗ rất là nhiều, có dẫn đến là chẳng có doanh thu gì hết, thấy không, chẳng có lời gì hết, không có lời thì dẫn đến là không có tiền làm video cho các bạn xem luôn đó. Thì sắp tới á, là những bạn nào mà mua hàng bên mình một là hai lần đầu á thì mình phải bắt buộc là phải cọc tiền trước nha các bạn đó. Cọc tiền á, thì thứ nhất thì các bạn có thể là cọc qua, có thể là chuyển khoản qua thẻ ngân hàng, thẻ ATM nè. Thứ hai là các bạn có thể chuyển qua ví Zalo Play nha các bạn. Thì các bạn nào mà có sử dụng Zalo Play á, thì các bạn có thể chuyển qua cái tài khoản Zalo của mình luôn đó. Và thứ ba, mình sẽ tạo cái điều kiện thuận lợi cho các bạn bằng cách là các bạn có thể gọi là gửi bằng thẻ điện thoại đó. Thẻ điện thoại thì rất là đơn giản đúng không? Thẻ điện thoại thì các bạn có thể mua ra tạp hóa mua gửi qua cho mình, nhưng mà đối với cái thẻ điện thoại thì mình sẽ trừ tiền chiết khấu nha. Đấy, tại vì tiền cái tiền chiết khấu là mình sẽ cho bên dịch vụ người ta đổi thẻ ra tiền mặt để mình xài được á. Đó, thì cái tiền chiết khấu đó là thì bên dịch vụ đó người ta sẽ lấy. Đó, chứ các bạn gửi một cái thẻ điện thoại không thì mình đâu có xài được, mình phải nhờ bên dịch vụ người ta đổi ra tiền mặt cho mình. Đó, nhờ bên dịch vụ đó thì chắc chắn là người ta phải thu thêm phí rồi. Đó, và người ta sẽ trừ tiền chiết khấu. Đó, ok. Thì chỉ có cách đặt cọc như thế thì mới gọi là mình sẽ không giảm bớt cái trường hợp bị bơm hàng thôi các bạn. Chứ thôi là mình dễ dãi quá thì người ta đặt hàng rồi người ta không có trách nhiệm, người ta đặt nhận hàng các bạn, thì dẫn đến là mình bị lỗ đó. Và mình thấy là đa số các shop bán hàng nha, đấy, những shop bán hàng hamster cũng vậy đấy. Và đa số là ví dụ như là 10 shop ở Việt Nam mình có 10 shop đi, thì trong đó khoảng là 8 shop là khi mua hàng thì các bạn phải đặt cọc trước rồi đó, trừ các bạn đặt hàng ở trên Shopee hoặc là Lazada nha. Thì nếu như mà các bạn đặt hàng ở trên Shopee hoặc là Lazada đó, thứ nhất là đặc biệt là trên Shopee á, thì nó sẽ khi mà các bạn đặt hàng á, thì cái chủ shop người ta sẽ biết được cái thông tin tài khoản của các bạn đó, là các bạn có đã gọi là đặt hàng thì cái tỷ lệ nhận hàng của bạn là bao nhiêu phần trăm, và các bạn không lấy hàng bao nhiêu phần trăm, thì tất cả cái thông tin của bạn ở trên Shopee trên hệ thống nó đều hiện hết và chủ shop người ta đều biết hết đó. Nếu như mà các bạn có một đơn hàng rồi đó mà bạn không lấy hàng hoặc là bạn bơm hàng hoặc là sau đó, thì cái chủ shop người ta đều biết hết và người ta sẽ gọi là cảnh giác hơn đối với cái tài khoản đặt hàng của các bạn đấy. Cái đó là ở trên Shopee người ta sẽ làm như thế đó. Còn nếu như mà các bạn đặt hàng riêng ở ngoài fanpage của mình á, thì mình các bạn phải bắt buộc là phải cọc trước nha. Còn những bạn nào mà đã đặt hàng bên mình khoảng 3-4 lần rồi đó đấy, thì chế thành khách quen rồi, cho nên là các bạn khỏi cần cọc cũng được đó. Các bạn chỉ cần đặt hàng là mình sẽ gói hàng và gửi cho các bạn thôi. Còn những bạn nào mà đặt hàng bên mình lần đầu, là một hai lần đầu á, thì các bạn đặt cọc trước cho mình nha đấy. Còn về cái uy tín của shop mình á, thì các bạn đều biết rồi ha đó, tiền bán 5-6 năm nay rồi đấy, lẽ gạt lừa gạt các bạn làm chi đúng không. Và khi các bạn đặt cọc á, thì mình chỉ gọi là cọc một phần nhỏ thôi nha. Ví dụ như một cái đơn như thế thì các bạn cọc cho mình 50.000 thôi, thì mình sẽ trừ 50.000 nó vào tiền hàng cho các bạn đấy. Còn phần còn lại thì các bạn sẽ thanh toán cho bên bưu điện khi mà các bạn nhận hàng nha đấy. Ok rồi, thì về cái uy tín shop mình á, thì đó giờ các bạn cũng biết rồi đúng không, mình bán hàng cho các bạn cũng rất là nhiều rồi đó. Và mình có hẳn một kênh YouTube luôn, nhưng mà tuy là nó không có được lớn, nhưng mà mình các bạn cũng hiểu đó, là nếu như mà một cái shop mà bán hàng mà lừa gạt đó thì đâu có ai rảnh mà lập ra một cái kênh YouTube, không mà đăng video đều đều như mình đó đúng không, thấy không, đâu có shop nào mà lừa gạt mà người ta rảnh vậy đó. Thì rồi, thì nói chung video này thì mình muốn chia sẻ cho các bạn vậy thôi đó, khá là buồn các bạn ơi. Cái đơn này thì cái hàng này thì nói chung là còn nguyên, cho nên là mình sẽ để lại và tiếp tục bán cho các bạn. Thì sắp tới thì mình sẽ áp dụng cái cách đó để mà mình cái shop mình nó sẽ không có bị bơm hàng nữa, đến là nó bị lỗ nữa đó. Còn nếu như mà mình không cọc trước, mình dễ dãi nữa thì chắc chắn là mình sẽ bị bơm nữa và mình bị lỗ nữa thì chắc chắn là mình sẽ không có thể nào làm video cho các bạn xem nữa rồi đó. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Và nếu như mà các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình. Rồi, và các bạn nào cần mua hàng đồ cho hamster á, thì các bạn có thể ghé ủng hộ mình nha. Đấy. Rồi, những bạn nào mà mua hàng bên mình lâu rồi đó thì các bạn khỏi cọc nha. Còn bạn mới mua hàng bên mình lần đầu, một hai lần đầu á, thì các bạn cọc trước một phần 50.000, 60.000 cho mình nha.
Rồi, và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nếu như mà các bạn thấy hay đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ mình nha. Và mục tiêu của mình là trong tuần này được 7k sub các bạn. Và rất mong các bạn sẽ ủng hộ. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.